Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Giám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 22 tháng 4 năm 2020 đây, thì chúng tôi rất hân hạnh đón bác Lan bác nhỉ? Bác Lan ở chuyến lưu Hạ Hòa đây, về ký duyệt một chiếc sập ngồi gỗ hương đá hàng VIP, một bộ bàn ghế và một chiếc kệ TV. Tất cả các sản phẩm đều là hàng cực kỳ VIP bác đã đặt chúng tôi rồi. Nay thì chúng tôi bác đã về ký duyệt. Đây, chiếc sập này tôi xin giới thiệu là có kích thước 1m8 x 2m2, thì chất liệu gỗ hương đá, dạ là dày, tất cả là dày 10 phân, chân 26, quân mặt 10 ván 2, hàng được chạy kênh bong thủ công bằng tay, hàng được chạm thủ công bằng tay cực kỳ đẳng cấp luôn. Đây là lúc nãy là trời nó mưa rồi nên là nước nó hắt ở đây quý vị nhé, nhưng mà nhìn nó chưa đều màu do nước mưa hắt ở đây quý vị, hàng cực kỳ đẳng cấp luôn, được chạm kênh bong ngoài móc được, quý vị thấy được chân 26, dục chân tùng lọc, vân gỗ hương hoàn toàn tự nhiên, cực kỳ là giá trị luôn. Đây là hình ảnh Bác Lan ở chuyến lưu Hạ Hòa, sao nó đẩy ra cái mặt lên thật, đẩy lên á, đẩy lên. Để sau đây thì chúng tôi sẽ đẩy chiếc mặt lên để cho quý vị có thể hình dung được sập này. Đây, phần ván mặt chúng tôi là dày đậu 2 phân nhé, phân tranh là 10 đậu. Lúc nãy là trời nó có mưa nên là cái phần nước mưa vào đây nên là nó hơi chưa được đều màu, rất là khổ. Cái này có phải ký không? Có bác ạ, bác ký. Cái đơn thì bác ký thành nguyên thành ạ. Nguyên thành là cái ở đây là bộ là giống bộ này. Đây, phần ván mặt này quý vị thấy không? Vân gỗ tự nhiên, hai bên đối nhau rất là đẹp, đều màu, dày dặn đấy, khẩn đốc này, gỗ lạt rất là đẹp cơ. Tiếp theo bên ngoài này là một bộ bàn ghế phòng khách có kích thước là tay 12, mẫu đào chim gỗ hương đá, và bác đặt cũng là hàng dày, cực kỳ là dày luôn, khuôn tranh 3,5 phân, ván thân rưỡi, bách 3,5 phân đục tay, gỗ chọn lọc kẹp không dập rác gì. Đây, quý vị có thể xem được từ cái phần dáng ghế này, dáng ghế rất là đẹp, khác hoàn toàn so với những cái sản phẩm khác. Riêng phần gỗ chúng tôi dưới gặm cũng chọn lọc rồi, quý vị thấy là trong gặm là cũng đều sạch đẹp, không có rác gì hết, 100% là gỗ hương. Đây, phần bàn đây, và toàn bộ chúng tôi là làm cổ chỉ 2 tầng và đục sen dẹo, cổ chỉ 2 tầng đục sen dẹo, chân là đục đầu lân, chân móng yếm hoa lá tây, đầu lân chân móng yếm hoa lá tây. Phần cột ghế đây, vân gỗ tự nhiên đây, thì tôi là nó dính nước thì chúng ta sẽ nổi vân như này, và khi sơn hoàn thiện lên là vân gỗ cũng nổi như vậy. Còn tôi quay chi tiết hơn tới phần trương ghế cho mọi người xem được cái phần trương ghế đào chim của tôi, trương ghế đào chim đục rất là đẹp, hoàn toàn thủ công bằng tay, đục cực kỳ sắc nét, quý vị thấy được từng cái ánh mắt của những chú chim này là chúng tôi là làm rất là chi tiết, rất là kỹ. Cái mắt con chim rất là có hồn luôn, kể cả những bông hoa này. Còn phần vách là vách đục tay, vách đục tứ quý tùng trúc cúc mai, ở giữa là có sen vịt. Đó, phần mặt đây, phần ván mặt đây, phần con tranh thì là quân yếm cong,
ngoài ra thì bác còn đặt chúng tôi là một chiếc kệ tivi hàng VIP nữa, nhưng mà chiếc kệ tivi thì bên trong kia. Chiếc kệ tivi là dài 2m4 và khuôn cánh dày 4 phân. Bán cánh 2 phân rưỡi cũng là đục rất là sâu, chân hoa hồng. Thì tôi sẽ vào quay chiếc kệ tivi ở phía bên trong này cho bác nhé. Ở đây phía bên trong này là chiếc kệ tivi của bác Lan, thì chúng tôi đã là dựng xong phần mộc để lên đây rồi. Chiếc kệ tivi này nó có kích thước là 2m4, chân yếm chúng tôi là đục hoa hồng, khuôn cánh thứ là dày 4 phân như là bán dày 2 phân rưỡi, đục chạm thủ công rất là sâu. Đây quý vị có thể thấy được cái độ sâu và đẳng cấp của chiếc kệ tivi này. Thì tôi sẽ giới thiệu chiếc kệ tivi một video clip khác, tôi sẽ hoàn thiện lên để quay cho mọi người. Còn đây chỉ còn là phần mộc của sản phẩm thôi. Cảm ơn Lan nhé, bác Lan ở Chuyến Lưu Hạ Hòa. Anh con trai bác hôm nay đã xuống dệt mộc sản phẩm này, hàng VIP này, đơn hàng rất là VIP. Xin cảm ơn mọi người, có nhu cầu thì xin liên hệ tới cơ sở đồ gỗ 08 theo số điện thoại là 0987 50086, cơ sở địa chỉ tại xã Văn Phụng, huyện Cẩm Khê.